Beetle Fang cùng quay trở lại với Fit for Woman. Ngày hôm nay thì lại là những câu hỏi không thể nào trốn nổi đâu anh à. Anh sẵn sàng. Dạ, anh sẵn sàng đúng không? Nhưng đúng mà cái rồi. Này á là cái mà nhiều bạn gái quan tâm lắm mà em thì không biết chia sẻ sao trơn á, tại vì mọi người cũng thấy em là hay mặc bikini nè, hay diện bikini nè, nói sao làm sao tập làm có thể mà có một cái thân hình thật là đẹp bốc lửa để có thể diện bikini. Phần lớn mọi người khi mà nói về nữ giới mặc bikini thì người ta lại rất thích chiêm ngưỡng ở cái vòng 3. Từ đó và đó là lý do tại sao mà anh có thể thấy được là khi bước phòng gym thì phần lớn các bạn phụ nữ đều hay chọn cho mình những cái bài tập liên quan về phần mông. Phần dưới, mông, đùi sau. Rồi, thì đối với lại là diện bikini thì mình sẽ tập trung vào những cái nhóm cơ mông, đùi và tất nhiên mình sẽ cũng không eo quên chứ hả? Dạ, không quên tập luôn cả phần eo bởi vì mình đang muốn nó thon gọn lại đúng không ạ? Làm sao để mình tập mà nó không bị thô anh? Thì mình trên nhiều khi tập á, mấy bạn sợ bị thô đó anh. Ở dưới mặt bikini bên trên là lý đất không được à. Em thấy hơi kỳ kỳ đó. Rồi, thì tất nhiên đó, nói đến đây thì để cho các bạn yên tâm được không? Tại vì đối với nam và nữ thì tất nhiên sẽ khác nhau về cái nội tiết tố. Nên khi mà đối với tập ở phần cơ bắp, nói về tập về kháng lực đi, thì cái nam sẽ được phát triển về các nhóm cơ, cái hệ thống cơ bắp của anh, các bạn sẽ được phát triển rất là to theo kích cỡ. Nhưng đối với nữ, các bạn càng tập nhiều thì phần lớn nó sẽ giúp cho cái cơ của các bạn săn nó chắc. Săn chắc, đúng rồi. Gọn gàng và nó đầy đặn hơn. Yeah. À, nên là cách mình dùng từ đúng ở đây to đó nha. Nó không có gọi là thịt bắp vai u như các chị em phụ nữ mà mình vẫn sợ nha. Ha, hãy tự tin lên các chị em phụ nữ ơi, diện bikini cùng anh Pido và dạy dạy chương trình nào. Okay, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện với hai động tác xây dựng sức mạnh cũng như là cơ bắp cho phần thân dưới. Những bạn nào có mong muốn rằng xây dựng cho mình một vòng mông cũng như là phần đùi thon gọn thì đây chắc hẳn là bài ưa thích của các bạn. Sắp tới. Động tác đầu tiên là squat, đúng không? Với squat với lại trái banh, đúng không? Các bạn có thể thực hiện squat overhead press như sau. Các bạn xuống, cố gắng phần mông của mình sẽ xuống có thể ngang hoặc là thấp hơn đầu gối để có thể tác động vào phần mông của mình nhiều hơn. Lên giữ thẳng người, thở ra mắt nhìn lên phía trước, không đẩy phần banh lên trên và thực hiện xuống hít lên và thở ra. Cố gắng trong suốt xuyên suốt quá trình các bạn thực hiện động tác squat, hãy nhớ rằng xuống sâu sử dụng phần bụng giữ chặt lên, siết chặt phần mông lại cũng đồng thời giữ chặt phần thân trọng tâm. Xuống hít lên thở ra, mình hãy cố gắng tránh những cái trường hợp người mình bị đổ lên phía trước hay là bị cong cái phần lưng, cố gắng giữ cho lưng của mình thẳng, được không ạ? Động tác thứ hai đó chính là lunge and twist. Mình sẽ thực hiện động tác lunge và mình sẽ nhảy lên, đổi chân và mình sẽ xoay trái banh, thực hiện theo động tác eo. Các bạn quan sát nha. Đúng rồi, chính xác. Khi mà các bạn nhảy lên, mình sẽ đổi chân xuống, hai đầu gối của mình sẽ vuông góc với nhau và đồng thời xoay, giữ cho người của mình thẳng, đừng để bị đổ lên phía trước hay là bị cong lưng như thế này. Các bạn vừa đánh vào phần cơ mông của mình cho các bạn có cơ mông đùi săn chắc, đồng thời mình sẽ gia tăng thêm được xây dựng nhóm cơ eo của mình thon gọn hơn. Chúc các bạn thành công.